Cả nhà ơi, cả nhà mình xem những cái giò ngân sung rừng thuần khỏe như thế này rồi có đẹp không ạ? Rất là đẹp cả nhà. Cây thuần khỏe, ăn nắng khỏe, hạn chế phân thuốc mà cây nói chung là sinh trưởng phát triển rất là ổn định luôn rồi. Một giò ngân sung mà nó đang có nụ cả nhà. Nụ nó lên mà cả nhà xem cái cây to này nè, nụ tự nhiên nha, nó đang ba cái vòi nụ. Cây trước đây thì hai, một cái giò này nó đang có cũng khá là nhiều nụ cả nhà ơi. Khá là nhiều nụ luôn mà ngân sung rừng thì đảm bảo cho cả nhà là một dòng hoa cực kỳ thơm. Thì tí nữa thì em sẽ lên nhiều mã cả nha, từ những cái giò to nè cho tới những cái giò nhỏ nhỏ đôi 300 ngàn cũng có. Nên là anh chị nhà mình muốn trải nghiệm một cái dòng hoa lan rừng mà thơm nức nở thì các anh chị cứ cứ sưu tầm ngân sung rừng nha. Rồi em lại tiếp tục một cái mã quế trắng sóc chồn rồi rất là đầy đủ cả nhà ơi, chồn với sóc nha. Hai dòng này thì hoa chuỗi trắng tím cũng rất là đẹp. Rồi em sẽ lên đầu tiên, cái này sẽ là mã Q1 cả nhà ơi. Cái này là long tu đá hồng. Cả nhà mình lưu ý là long tu đá hồng nha. Thân nè, đó mình nhìn thân mình phân biệt bởi những cái các dòng long tu đá trắng hay là long tu xuân khác nha. Rồi mã này các anh chị nè, mã long tu đá hồng này giá sẽ là Q1, giá sẽ là 690 ngàn cả nhà nha. Lưu ý giúp em là cái này là nó sẽ có hai ba thân này, đó nó sẽ có ba thân. Kiểu như là nó vươn ra mà nó mập quá, nó bị quặp thân nha cả nhà. Nhưng mà các anh chị nhà mình dòng này thân thân cây thắt đọt rồi, mùa này cây đang xuống lá nè, nó sẽ lác đác xuống lá rồi về nó vẫn cho hoa và để mầm bình thường. Nó là tình trạng cây thì em sẽ báo trước cho cả nhà mình nha. Mã Q1 giá sẽ là 690 690 nghe, do cái dòng này thân nó mập với cả nhà nên là nó quặp xuống liền à, mình không không đỡ nổi nó. Rồi cả nhà ơi, tiếp theo mã Q2 nè. Q2 thì long tu đá hồng, anh chị nào nhà mình muốn sưu tầm chậu đi, em có chậu luôn. Chậu như thế này nè, cây cũng đã thắt đọt và cả nhà mình cũng biết là thân thầm tự xuống lá cho hoa mà hoa tím tươi rói cả nhà ơi. Đây nè, long tu đá hồng, anh chị nhà mình xem có đáng để sưu tầm không. Dòng này là hoa nó là màu tím đậm cả nhà, nó đậm đậm đẹp cả nhà, mà chưa kể là cái họng màu vàng của nó cũng đậm nữa, làm cho một cái giò hoa nó đặc sắc. Rồi long tu đá hồng em đang có chậu như thế này nữa, giá sẽ là 230 ngàn một chậu cả nhà. 230 ngàn nha, hai chậu tương đồng thôi. Đó, em đang có hai chậu, anh chị nhà mình muốn sưu tầm một cặp thì cả nhà mình lấy luôn, còn không mình muốn sưu tầm để cho có giống mình trải nghiệm, sau này mình để mình sưu tầm cái giò to thì cả nhà mình lấy trước một giò nha. Rồi mẹ Q3 nè, chuỗi ngọc cả nhà ơi, xinh xắn chưa? Trời ơi, xinh xắn, cái này mà để trên bàn thì quá là ok cả nhà ơi. Rồi mã Q3 chuỗi ngọc giá sẽ là 180 ngàn. 180 cả nhà ơi. 180. Đó, 180 ngàn cho một chậu chuỗi ngọc cây thuần khỏe. Q4 nè, Q4 nè, chuỗi ngọc ghép gỗ cả nhà. Chuỗi ngọc ghép gỗ, form cây thì cũng xòe nè, xòe đẹp tự nhiên. Rồi mã Q4 giá sẽ là 440 ngàn cả nhà. 440 cả nhà xem nè. Ghép gỗ đẹp tự nhiên. 440 ngàn. Đây, những cái thân cho hoa nè, những thân rất là đanh này cả nha. Bây giờ mùa này rất là đanh, chuỗi ngọc thì một trong những cái dòng hoa nở sớm. Bình thường nó sẽ nở cỡ tầm đầu từ tháng 2, tháng 3. Năm nay mà nhuần với lại thời tiết mà nói chung là nó thất thường như thế này thì rất rất có khả năng thì nó sẽ nở sớm ấy cả nha. Q5 giò này đẹp cả nhà ơi. Q5 đẹp ha. Giá sẽ là 420 ngàn, cũng là một cái giò ghép gỗ. Ghép gỗ thì nó sẽ có cái chất riêng và mỗi giò thì không giò nào nó giống giò nào, nó sẽ có một cái vẻ đẹp riêng, đẹp tự nhiên của nó nha cả nhà. Rồi Q5 giá sẽ là 420 các anh chị nha. 420 nghe. Còn các anh chị nhà mình sưu tầm chuỗi ngọc đi. Đây nè, hoa nở tại vườn. Một giò hoa chuỗi ngọc đến khi bung thì em nói thật sự là rất là mê mẩn. Hoa nở tại vườn nên là các anh chị nhà mình sưu tầm thì yên tâm. Đó, mình sưu tầm chuẩn cây, chuẩn giống và mặt hoa cũng chuẩn luôn ạ. Rồi một giò chuỗi ngọc nữa cả nhà ơi, mã này là mã Q5. Mã Q5 cả nha. Mã Q5 một giò các anh chị xem nè. Nó thân nó dài nên thành ra là nó xoẻ cả nha. Đây nè, nó xoẻ ra. Q6 hả? Rồi mã Q6 cả nha. Nó theo kiểu nó xoẻ ra như thế này. Anh chị nhà mình có thể để bàn hoặc là mình để đôn đây nè. Cái đế băng đẹp mà đúng không? Rồi mã Q6 cả nha ơi, giá sẽ là 740 nghe. 740. Đó, những cái giò ghép gỗ như thế này thì em phải đóng thùng xốp cả nha. Đóng thùng xốp nặng. Phí ship 40 ngàn thôi cả nha. Phí ship 40 ngàn thôi. Phần ship thiếu em hỗ trợ. Được chưa cả nha? Đó, như những cái giò đó thì phí ship nó sẽ cao. Đó. Một cái chậu quế trắng lá xếp hòa bình. Quế trắng lá xếp các anh chị nhà mình xem nè. Thân cây này đỉnh cả nha. Đây này, em bỏ tay vào thì các anh chị nhà mình sang ăn chừng với tay giúp em nha. Rồi mã Q7 này giá sẽ là 190 ngàn một chậu hai cây. Và size cây này các anh chị nhà mình sưu tầm đi, đến tháng 8 năm sau là vào cái mùa hoa của nó. Q7 190. Cây nó sẽ còn to gấp đôi luôn. Cây to gấp đôi cho hoa vô tư cả nhà mình yên tâm. Giá bây giờ mình sưu tầm cái chất cây giá có 190 ngàn cả nhà. Rồi
Còn tiếp theo nè, Q8 em đang có một cái chậu quế trắng. Chậu này thì ghép chậu này cả nhà. Em cũng ghép lên những cái cục gỗ như thế này cả nhà, mình xem nó lên form đẹp tự nhiên không. Đang đi lá ngọn cực kỳ đẹp và mướt luôn. Rồi mã Q8 giá sẽ là 340.000 cả nhà nha. 340. Giò này thì nó xanh mướt đều cả nhà ha, xanh mướt đều 340.000. Và các anh chị nhà mình lưu ý, cái giá nhà vườn thì chưa bao gồm phí ship. Các anh chị nhà mình cứ gộp đơn đi. Nên mình có thể lấy một chậu quế này kèm thêm một chậu long tu đá hồng 230. Đó là em vẫn có thể em đóng được một thùng cả nha. Còn thùng to hơn, thùng xốp mà có to hơn đi chăng nữa thì phần ship thiếu em hỗ trợ. Nha cả nhà ha, các anh chị nhà mình cứ vui vẻ lựa chọn đi. Còn giá nhà vườn thì em cũng muốn em đưa ra những cái mức giá nói chung là nó mềm mại nè, để các anh chị nhà mình có thể mình sưu tầm được đa dạng chủng loại cả nhà ha. Rồi tiếp tục nè, mã Q9 cái giò quê trắng cả nhà mình xem nè, ghép gỗ đẹp không. Em đứng xa nha thì các anh chị nhà mình xem được form cây và so với người của em, còn đứng gần nè các anh chị mình xem chi tiết hơn nè. Đẹp, thật sự rất là đẹp luôn cả nha, nó đẹp kiểu tự nhiên á. Rồi Q9 quế trắng tháng 8 490.000 cả nha, hay còn gọi là quế lan hương á. Nên là các anh chị nhà mình trải nghiệm cái dòng này đi, hoa cực kỳ thơm cả nhà mình xem nè, ghép gỗ đẹp lắm cả nha, ghép gỗ rất là đẹp luôn. Còn quế trắng nè, hoa của nó sẽ mới nở thì nó sẽ có màu kiểu như là màu xanh cốm, đến khi nó căng ra nè nó sẽ là có nó nghiêng về nó trắng nhiều hơn, trắng sữa. Và đảm bảo cho cả nhà mình là dòng này hoa rất là thơm ạ. Q10 nè, Q10 một cái giò quế ghép trên cục gỗ. Giò này 320.000. Em ghép một cái trụ đứng thì cả nhà mình xem cũng rất là nhiều cây nha. Giá 320 rất là rẻ cả nhà. Thật sự luôn, cái giá như thế này các anh chị nhà mình sưu tầm đi, giá rẻ. Em ghép gỗ cây thuần khủy như thế này thì các anh chị nhà mình về chăm sóc thêm nó cũng dễ cả nhà ạ. Còn rồi Q11 nè, anh chị nhà mình sưu tầm hoa lan đuôi chồn. Chồn thì nó sẽ cho hoa từ tháng 3 và chuỗi hoa của nó thì cũng khá là dài cả nha. Chuỗi hoa dài và em ghép như thế này là mình án chừng vào cái lúc để nó cho hoa, nó cứ thòng những cái chuỗi hoa xuống như thế này cả nha. Chuỗi hoa chồn ở thì dài và nó nở khoảng tầm 20 cho tới 25 ngày cả nha. Chồn thì hoa bền ha. Rồi mã Q11 hoa lan đuôi chồn giá sẽ là 350.000 cả nha. 350.000 một giò hoa lan đuôi chồn như thế này cả nha. Cây bên vườn ăn nắng khỏe cả nha, nên là các anh chị nhà mình về chăm sóc nó rất là dễ. Còn trồng lan thì anh chị nhà mình có độ nắng và mình treo chỗ nào nó có độ thoáng, thoáng nữa là ok cả nha. Tại vì những dòng rễ gió như thế này nè, càng thoáng nó càng thích lắm, nó đi lung tung hết cả nha ạ. Rồi Q12 giò chồn này giá sẽ là 290 cả nha ơi, 290.000. Có cái cây này nè, cái lá chân của nó là nó ăn nắng nha cả nha. Đó, cái lá chân này nè nó rất là cứng nè, nó ăn nắng nhiều nè, nên là nó như vậy thôi chứ không vấn đề gì đâu cả nha nha. Q12 giò chồn này giá 290.000. 290. Đó, có hàng rừng thì cả nhà mình cũng thấy này, nó có những cái lá chân nha cả nha. Lá chân hàng rừng về. Đó, còn cây thì các anh chị nhà mình cứ yên tâm. Chồn thì dòng này cực kỳ khỏe, dòng rễ gió nha, cực kỳ khỏe, vòi hoa dài. Đây nè, chồn vào đến mùa cho hoa. Cái giò này là hoa nở tại vườn. Đó, hoa nở tại vườn thì các anh chị nhà mình cứ yên tâm, giò nào ra giò đó. Còn về sóc nè, sóc cũng là một cái dòng rễ gió luôn, hoa trắng tím, hoa thơm nha cả nha. Rồi mã Q13, giò sóc như thế này cả nha. Em ghép thì theo kiểu hai mặt, lớn có nhỏ có, xếp từ lớn tới nhỏ nè. Cây ở giữa thì cây to lá xếp đẹp này cả nha. Còn cả nhà mình nè, cái form cây ăn nắng nha cả nha, thì cây nó đanh cây, nó sẽ có màu xanh xanh và vàng như vậy và cực kỳ đanh cây thì cho hoa đến khi nó cũng rất là đẹp. Rồi mã sóc này Q13 giá sẽ là 390.000. Hoa lan đuôi sóc Q13 390.000. Giá rất là ok cho anh chị nhà mình sưu tầm. Sóc thì cho hoa tháng 3 tháng 4. Qua năm các anh chị nhà mình phong cây này chơi hoa vô tư nha. Chơi hoa vô tư luôn, sai cây như thế này là sai cây lớn trưởng thành rồi. Có những cây mùa vừa rồi cũng đã cho hoa rồi nữa mà. Rồi mã Q34. Cái này thì em xin lỗi, Q14 giá sẽ là 350.000, 350 cả nha. Form này thì form cây, sóc thì form cây rất là cứng cáp cả nha. Form cây rất là cứng cáp nè, đi lá lên như thế này thì các anh chị nhà mình sưu tầm đi. Chất cây rất là đẹp và hoa nó lại tươi tắn nữa, hoa tươi tắn, hoa thơm, hoa lan đuôi sóc. Hoa lan đuôi sóc cả nha. Mỗi tùy vào thân nó sẽ cho tầm 1, 2 thậm chí là 3 vòi hoa luôn. Dòng rễ gió thì rất là khỏe nha. Rồi tiếp theo Q15 nhãn tháng 8. Nhãn tháng 8 các anh chị ơi, các anh chị nhà mình sưu tầm tại vườn thì cứ yên tâm, chuẩn cây, chuẩn giống. Rồi một chậu đang có hai cây như thế này và size cây khá là cân đối. Để tay vào thì các anh chị nhà mình án chừng giúp em cho nó cây nó thực tế nha. Rồi Q15 giá sẽ là 280.000. Cây thuần khủy lên lớp rêu này, ghép trên một cái đế gỗ nữa nên cả nhà mình cứ yên tâm. Về chăm sóc dòng này rễ gió cũng rất là khỏe.
phân bón thì đầy đủ, phân bón chuyên dụng là phân tan chậm và phân hữu cơ chuyên dụng bên vườn. Thì các anh chị nhà mình nếu mà có nhu cầu mà muốn trải nghiệm cái dòng phân bên vườn thì cả nhà mình có thể nhắn em tư vấn cái gói combo phân, có em có tặng kèm túi lưới, túi lọc và cái rọ luôn đó, có tặng kèm hết về nhà, cả nhà mình tự mình bỏ phân vô nó rất là tiện. Rồi mã Q16 chậu nhãn tháng 8, size chậu một cây nè cả nhà ơi, size chậu một cây. Các anh chị nhà mình chốt mã nào thì cứ nhắn đó, em có đưa size tay lên thì các anh chị nhà mình án chừng cho nó dễ nha. Rồi mã Q16 giá sẽ là 250.000, 250. Phong cây cân đối đẹp cả nhà, phong cây cân đối đẹp. Rồi Q17 nè, size cây, những size cây như thế này các anh chị nhà mình cứ yên tâm, qua năm cho hoa đẹp rồi nè cả nhà. Size này cây to nè, hai cây này khá là đều nhau. Khá là đều nhau. Các anh chị nhà mình sưu tầm để bàn đi. Nhãn tháng 8. Nhãn tháng 8 hoa thơm cả nha, hoa rất là thơm. Rồi Q17 nè, chậu này hai cây giá sẽ là 590.000. Cả nhà mình xem cái bộ rêu như thế này, cây đã thuần khỏe như thế này thì cả nhà mình cứ yên tâm về cái chất cây nha. 590 nhãn tháng 8, mùa hoa vừa rồi cứ tới cái mùa nụ là em bán rất là đẻ cả nha. Đây nè, bây giờ thì tới nụ là bán, nên là còn những cái giò hoa đây mùa vừa rồi là nó bị gãy nụ đó, nên là còn sót lại hình ảnh hoa thực tế cho cả nhà mình luôn. Hoa vàng, lưỡi tím và hoa thơm cả nha. Các anh chị nhà mình sưu tầm trải nghiệm đi, những chậu như thế này để bàn rất là đẹp luôn ạ. Rồi mã Q18 nè, Q18 một chậu như thế này, size cây nhiều cây thì nó có độ sum này cả nha, size cây cũng khá là lớn. Size cây này các anh chị nhà mình sưu tầm đi, qua năm chơi hoa vô tư rồi. Rồi một chậu này Q18 giá sẽ là 940.000, 940 nha anh chị. Q18 940.000. Nhìn nó sum cả nha ha, nhìn nó rất là sum. Một chậu như thế này, chậu này 1 2 3 4 5 cây. Rồi Q19 nè, Q19 cái này là nghinh xuân rừng cả nhà ơi. Đây này em đang có giò nhỏ, rồi tí nữa em quay luôn cả cái giò lớn. Thì các anh chị nhà mình cứ tha hồ mình sưu tầm theo cái phong cây yêu thích ha. Rồi Q19 nè, mã này giá sẽ là 270.000. Q19 nghinh xuân rừng 270. Ồ, đang có cái nhú cái nụ nhỏ như cái hạt gạo này cả nhà. Còn cái này anh chị nhà mình sưu tầm nè, hàng rừng em sưu tầm từ trên rừng về nè, từ những lúc cây nhỏ về nhà mình, cả nhà mình thấy không? Nó đủ đầy đủ nước non, nó đẹp nè. 270 cả nhà ơi, 270.000 nha. Có cái gì đó, cái dương sĩ vô nhìn cây nó xinh xinh. Rồi Q20, chậu này đang có nụ luôn nè cả nhà. Chậu Q20 đang có cái nụ như thế này luôn. Rồi, nghinh xuân rừng này cả nha. Cây nói chung là ăn em trồng ăn nắng đồ đầy đủ hết luôn. Rồi mã này giá rẻ cả nha. Q22 giá 190.000. Đang có nụ. 190. Đang có nụ nữa là về anh chị nhà mình trải nghiệm luôn một cái dòng hoa rất là thơm cả nha. Đang có nụ thì chậu đó nó cũng khá là gọn, anh chị nhà mình có mình để bàn này hoặc là chỗ mình buôn bán mình làm việc mình có cái chỗ vừa để được một cái chậu mình để lên đi, nó rất là thơm, nó thoang thoảng, chỗ mình làm việc cực kỳ thoải mái ạ. Rồi Q21 chậu kiều tím này cả nhà ơi, Q21 em đang có chậu kiều tím như thế này, bộ rễ khỏe cả nhà ơi, xem nè, cây thuần khỏe nha. Rồi mã kiều tím này giá sẽ là 240.000 cả nhà nha, kiều tím. Rồi kiều Q22 thêm một chậu kiều tím nữa. Cái này nó đang những cái thân này là thân tơ mà cả nha, thân tơ nè, đang đi những thân tơ mà sao lá nó nhìn nó hay hay cả nha ha. Kiều tím nè, phom cây rất là đẹp nha. Rồi Q22 chậu kiều tím này giá sẽ là 380.000. Còn anh chị nhà mình sưu tầm nè, bộ rễ cực kỳ khỏe luôn ạ. À, những cây như thế này thì qua kiều tím thì cho hoa tháng tầm từ tháng 3 tháng 4 cả nhà nha, tháng 3 tháng 4. Rồi chậu này giá sẽ là 380.000 kiều tím. Kiều tím á nó sẽ là hoa màu trắng tím nè, đẹp nhẹ nhàng, cái họng màu vàng nữa thì cả nhà mình xem đến khi có hoa thôi. Chỉ có vài vò giò vòi hoa thôi cả nhà mình xem thấy là nó đã nhẹ nhàng rồi cả nhà ha, kiều tím. Rồi Q23 em đang có chậu sơn thủy tiên này cả nha, chậu sơn thủy tiên, chậu này giá 150, sơn thủy tiên 150.000, Q23 nha, 150. Q23 150.000. Giá rẻ cả nha, cây thuần khỏe, những cây này anh chị nhà mình sưu tầm đi, sưu tầm gộp đơn nha cả nha. Giá thì nhà vườn cả nha mình thấy em bán những cái giá rẻ rồi, chưa bao gồm phí ship. Nên là các anh chị nhà mình cứ tranh thủ gộp đơn mình lấy 2 3 loại, em cứ canh đủ thùng hay là như thế nào đó thì em sẽ báo cho cả nhà mình nha, cả nhà mình sưu tầm luôn. Rồi Q24 chậu sơn thủy tiên to nè. Đây, một chậu size to xum xuê nha. Q24 chậu này giá sẽ là 720.000, 720. Đây là những thân này cả nhà xem nè. Mắc hoa đồ gì cũng cực kỳ tiềm năng hết cả nhà ơi, giá sẽ là 720.000 nha. Sơn thủy tiên, hoa vàng, dòng này cánh sáp và hoa thơm ạ. À. Rồi Q25, các
Cái chậu hoàng phi hạt phải nói là nó cao tới mốc luôn rồi cả nha. Nó cao tới mốc và cả nhà mình so với người của em nè. Hoàng phi hạt nha. Rồi mã Q25 giá sẽ là 650.000 cả nhà ơi, 650.000 hoàng phi hạt. Dòng này thì cực kỳ khỏe. Mùa này thì chuẩn bị vào mùa hoa thì nó cũng sẽ lác đác có vài lá xuống lá nha. 650. Một dòng hoa lan rừng mà cả nhà mình muốn sưu tầm dòng hoa lan rừng nào mà nở mà nó nở phải phải cả tháng không cả nha. Hoàng phi hạt cả nhà ơi, nó nở cực kỳ bền về thân lá thì nó cũng là rất là khỏe luôn rồi. Rồi, Q26 cả nhà ơi, Q26 mã này giá sẽ là 950.000. Này giò này to và sum xê nha. Giò này to và sum xê và các anh chị nhà mình lưu ý mùa này á là hoàng phi hạt nó đang lác đác xuống lá. Tại vườn nó cũng đang xuống lá là nó vàng lá rồi nên là trong cái quá trình mà vận chuyển á, trong quá trình mà vận chuyển mà cả nhà mình có thấy những lá vàng thì cả nhà mình vặt đi giúp em nha, không vấn đề gì hết. Rồi Q26 giá 950, hoàng phi hạt. Hoàng phi hạt dòng này hoa cực kỳ bền. Hoa sẽ là trắng vàng và dòng này thì nó nở hoa dạng chùm cả nha. Cứ một cái mắt hoa ra thì nó sẽ chùm ra 3-4 bông. Rồi, tiếp tục Q27 này cả nhà ơi, lên một cái giò nghinh xuân đẹp, đẹp lắm cả nhà ạ. Q27 nè, giò nghinh xuân đang nụ như thế này, đỉnh lắm cả nhà. Em đưa cái tay vào cái cây lớn đi, đây, đó, so cho cả nhà mình xem về cái form cây nè. Đẹp lắm cả nhà ơi, nghinh xuân rừng nha, form cây nè, cả nhà xem lá nè. Rồi, nghinh xuân rừng, cái cây lớn này nó đang có 3 cái vòi nụ cả nhà, mà đảm bảo cho cả nhà mình hoa tự nhiên hết nha. Bên vườn trồng ăn nắng rồi, nói chung là đầy đủ căng cây lắm cả nhà. Rồi, một giò như thế này, cây ở đằng trước đây nè, form lá cũng đẹp đúng không? Cổ cũng đẹp, lá dày mà cũng tròn nữa. Rồi mã này, Q27, giá sẽ là 1.200.000. Cái giò này to cả nha, ghép chậu gỗ còn lên cái cục gỗ nữa. Cái giò này thì phí ship 70.000 cả nhà ơi, phí ship 70.000. Phần thiếu là em hỗ trợ nha. Phần thiếu em hỗ trợ. Chứ cái giò này là nó nặng cả nha. Giò này nó nặng. Đóng một cái thùng. Trời ơi cả nhà ơi, xem cái chất cây nó đẻ chưa. Đây nè, em để ngang một cái bàn tay từ cái đầu ngón tay em nè. Nó qua cái cổ tay của em luôn rồi nè nha. Rồi, qua cái khuỷu tay cho em, xin lỗi, qua cái khuỷu tay luôn. Rồi tiếp tục một cái giò Q28, một cái giò đẹp nữa cả nha. Cái này là huyết nhung vàng nha. Huyết nhung hoa màu vàng cả nha. Dòng này thì cây đã thuần khỏe ghép trên trụ giớn nè. Q28 giá sẽ là 2.100.000 huyết nhung vàng. Giò này thì cũng khá là to, phí ship 100.000 đi, phần thuế hỗ trợ các anh chị nhà mình xem nè. Nó cứ vươn mình ra nè, rồi nó cong lên, bên này cũng cong nè. Đó, cả nhà mình xem nó cong khá là đều nhau và đẹp luôn. Huyết nhung vàng mùa vừa rồi thì mùa hoa rất là rực rỡ. Cứ sau mùa hoa là bắt đầu nó đi ngọn lá đẹp nữa nè. Lại tiếp tục cho những cái mùa hoa mắc hoa từ nách lá nha cả nhà ơi. Giò huyết nhung vàng rất là đáng để trải nghiệm. Dòng này sai hoa lắm cả nhà ạ. Rồi các anh chị nhà mình ơi, từ nghinh xuân, huyết nhung, sóc, chồn quá rất là đầy đủ luôn ạ. Anh chị nhà mình sưu tầm cái mã nào thì cứ nhắn ngay cho em mã số nha. Gửi chuẩn cây chuẩn mã cho cả nhà mình ạ.